là kế toán thực hiện khấu hao nhanh tài sản cố định bằng cách là giảm thời gian khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp đến mức thấp nhất. Kế toán thực hiện khấu hao nhanh tài sản cố định bằng cách là giảm thời gian khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp đến mức thấp nhất. Ví dụ, xe ô tô có khung thời gian khấu hao tài sản cố định từ 6 đến 10 năm theo quy định của thông tư 45/2013 thông tư Bộ Tài chính. Thì lúc này các bạn có thể chọn khấu hao trong 6 năm thay vì là các bạn đang có ý định thực hiện khấu hao trong vòng 8 năm hay là 10 năm. Điều chỉnh lại thời gian phân bổ công cụ dụng cụ cũng tương tự như là điều chỉnh thời gian khấu hao tài sản cố định thôi. Tức là đáng lẽ ra thì các bạn định phân bổ thời gian công cụ dụng cụ là 36 tháng là tối đa. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ phân bổ khoảng tầm 12 tháng thôi chẳng hạn. Bởi vì công cụ dụng cụ thì không có quy định mức khấu hao trong vòng bao nhiêu tháng. Nên là các bạn có thể tự lựa chọn được tùy theo tính chất của công cụ dụng cụ. Các chi phí về sửa chữa máy móc, tài sản cố định, công cụ dụng cụ nếu có đầy đủ chứng từ thì đều được tính vào là chi phí hợp lý của doanh nghiệp. Do đó các bạn cần lưu ý. Khi mà chúng ta sửa chữa máy móc, tài sản nào thì chúng ta đều ghi hóa đơn để ghi nhận chi phí. Vì đó là những cái chi phí thật mà công ty các bạn bỏ ra. Tiếp theo là cân đối các khoản chi phí về chi khuyến mại, giảm giá hàng bán và chiết khấu. Thì chúng ta thực hiện các cái chương trình khuyến mại, giảm giá thì để mà thực hiện được các chương trình này thì các bạn cần phải đăng ký với Sở Công Thương. Còn đối với lại giảm giá hàng bán thì chúng ta giảm giá hàng bán đối với lại những cái hàng lỗi, hàng tồn. Nhưng mà để khẳng định được những cái hàng chúng ta bán là hàng lỗi, hàng tồn thì các bạn cần phải có biên bản kiểm kê, đánh giá và xác nhận đối với lại các hàng hóa chúng ta bán giảm giá đó. Thực hiện các khoản chiết khấu để ghi nhận vào chi phí. Đối với lại các công ty về sản xuất, xây dựng hay vận tải thì chúng ta tăng chi phí bằng cách là tăng định mức nguyên vật liệu sản xuất đối với công ty sản xuất, nhà hàng hoặc là tăng định mức xăng dầu vận chuyển đối với công ty về dịch vụ vận tải hoặc là tăng định mức dự toán đối với công ty về xây dựng. Thì khi mà chúng ta tăng định mức dự toán thì các bạn cần phải làm lại dự toán. Chúng ta tăng chi phí quảng cáo tiếp khách thì đối với các khoản chi phí quảng cáo tiếp khách thì bây giờ sẽ không bị khống chế vượt quá 15% tổng chi phí được trừ nữa. Nên là chúng ta chỉ cần có đầy đủ các cái chứng từ hợp lý hợp lệ đối với khoản chi quảng cáo tiếp khách này là được. Các chứng từ hợp lý hợp lệ thì các bạn biết rồi, sẽ bao gồm là hợp đồng, hóa đơn, chứng từ thanh toán, biên bản thanh lý hợp đồng nếu có. Tăng các khoản chi phí mua ngoài như là chi phí thuê vận chuyển, thuê làm theo việc, thuê khoán, thuê nhân công thì đều được trừ nếu có đầy đủ hợp đồng và chứng từ thanh toán. Tăng các khoản chi phí mua ngoài không cần hóa đơn này, chúng ta cũng nên lưu ý là chúng ta chỉ chi dưới 100 triệu một năm đối với một cá nhân mà chúng ta thuê. Tiếp theo là đối với lại tăng các khoản chi phí mà không có hóa đơn cần lập bảng kê như là chi phí tiền điện, tiền nước khi doanh nghiệp đi thuê nhà mà mang tên chủ nhà trên hợp đồng. Thì thứ nhất là trên hợp đồng thuê nhà thì phải có một điều khoản là các chi phí liên quan đến việc thuê nhà như là tiền điện, tiền nước thì do công ty các bạn chi trả thì do đó các bạn sẽ cần phải có phiếu chi đi kèm. Còn đối với các cái chi phí mà mua của người dân trực tiếp sản xuất ra thì chúng ta cần phải có bảng kê, mẫu 01 và phiếu chi. Ngoài ra thì chúng ta cần phải có đơn xin xác nhận giống như mẫu và có đóng dấu của ủy ban ở nơi mà cá nhân đó cư trú. Đó là đối với những chi phí không có hóa đơn cần lập bảng kê thì chúng ta cần những chứng từ như vậy. Ngoài ra thì các bạn cũng cần thêm có hợp đồng nữa. Đối với các chi phí mà có hóa đơn là mua thêm các vật dụng, công cụ dụng cụ cho văn phòng, cho nhân viên, xuất tiêu dùng nội bộ. Các khoản thanh toán với số tiền từ 20 triệu trở lên thì không được dùng tiền mặt. Chuyển lỗ giữa các kỳ, các năm. Các kỹ thuật về xuất hóa đơn điều chỉnh. Chi phí vận chuyển hàng hóa tính vào giá vốn. Chi phí phúc lợi thì cần có trong quy chế lương thưởng, quy chế công ty. Và công ty phải có khoản phúc lợi, tài khoản 353 thì lúc đó chúng ta mới được trích chi phúc lợi.